Video quay từ trên không cho thấy một đoàn xe tăng và xe bọc thép của Nga bị phục kích tại Brovary, ngoại ô phía đông thủ đô Kiev của Ukraine. Theo báo Anh, nhóm nhà báo điều tra cho biết, đó là một khu vực ít dân cư sinh sống trên đường E95, cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 35 km. Đoạn video dài 45 giây do lực lượng vũ trang của Ukraine công bố hôm 10 tháng 3 cho thấy một đoàn xe tăng và xe bọc thép của Nga đang bị tấn công liên tục. Hiện phía Nga chưa lên tiếng về video do lực lượng vũ trang Ukraine công bố. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cho rằng đoạn video này đáng tin. Video cũng cho thấy chiến thuật bất ngờ của lực lượng Nga, với hơn 20 xe tăng và xe bọc thép dàn hàng trên một con đường chính khá gần thủ đô Kiev. Ông Ben Berry, cựu chỉ huy xe tăng của quân đội Anh và là chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, bình luận có thể lực lượng Nga lúc đó nghĩ rằng họ đang đi qua một khu vực an toàn, hoặc có thể họ không được huấn luyện kỹ, hoặc họ đang di chuyển nhanh chóng để thực hiện một số yêu cầu khác. Sau khi xem đoạn video, ông Berry cho rằng xe tăng và các xe bọc thép khác của Nga có thể đã bị tấn công bằng pháo hoặc súng cối, căn cứ vào tính chất quan sát được từ các vụ nổ. Ngoài video nói trên, các video khác được quay trên mặt đất và lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy cảnh xe tăng và các xe khác bị phá hủy. Báo The Guardian của Anh cho biết, từ hôm 24 tháng 2 đến nay, có ít nhất 164 xe tăng, 102 xe bọc thép của Nga đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị bắt giữ. Còn phía Ukraine đã mất 47 xe tăng và 39 xe chiến đấu bọc thép.